Chào mừng tất cả các bạn đã đến với ARK Gaming Online. Mình là Vinh và hôm nay thì mình sẽ làm một cái chuyện mà trước giờ mình chưa từng làm, đó là đi bắt con chuột. Cũng như đó là hầu như là trước đây đó là bắt chuột là do thằng Nam Mật nó làm, bởi vì Mật thì nó thầu hết từ lúc mà thằng Nam nó rời khỏi khu vực này thì tổ ong cũng chả còn. Bởi vì ngày nào nó cũng lên nó phá tổ ong để nó đem xuống dưới nó đem ông chúa xuống dưới nó nuôi. Nhưng mà rất là may mắn là trên đây nó chừa lại cho mình một tổ ong, cho nên bây giờ mình cũng có được một ít mật đi bắt được cái con chuột. Mà rốt cuộc thì nãy giờ ngồi mò ở đây mình cũng chả khi tìm được con chuột đâu nữa, nó mất tiêu luôn. Để mình chỉnh gamma lên cho nó sáng sáng tí cái đã. Thông thường game cái map này chỉnh gamma lên thì nó cực kỳ xấu, bởi vậy nên là chơi mình chả thích chỉnh gamma. Ui cái này mà cái con chuột mà hồi nó bị thú ăn thịt cắn chết là cái lão chung chửi cho nghe, cái tật đi nhiều chuyện. Ôi, chết mẹ nó mất thiệt luôn rồi. Đâu rồi, phải con này không? Ui 85 35 vậy, con 150 đâu rồi? Ngon ngon ăn rồi, như cục cức thế vãi lìn. nó đang chỉnh máy. Đây 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 150 đây, 150 đây. Thôi nói làm bộ tí thôi chứ ba đầu quỷ đó, ai không biết nó nằm đây. Chờ này là chờ nó đùng xuống cái thả cái cục mặt cái tamin. Nói chung là mình chỉ biết cơ bản là vậy thôi, chứ lần đầu tiên tâm min thôi, cũng nhiều khi làm không được. Hồi cái lão dưới là lão ở dưới nhà dưới lão sủa nữa. Ai... Bỏ một cục mật vào số 0, khi nào nó lặn xuống chạy lại cái chỗ lặn của nó đang lặn á, là ăn số 0 liền, là nó văng ra một cái cục quăng cục mật. thính phải không? Mà sau bữa tôi làm y vậy, tôi làm gần xong cái bị bông cắn chết, bắn chết rồi. Buồn vãi cứng, cái từ đó là tôi không bao giờ bắt con chuột nữa. Giỏi quá mà. Ê, chụp hình cho con chuột 150 cho coi. Ê, này không thấy level. Đi coi đi nha, đi ăn cơm cái. Lát về đợi tin vui á, bắt không được lắc giái. Ba đồ quỷ đó, muốn bắt hồi nào cũng được. Ôi chết mẹ rồi. Rồi thôi xong, méo được phần trăm nào luôn. Bây giờ quần theo nó. Một cái công việc mà chán nhất mà trước giờ tôi chả bao giờ muốn làm là đi bắt thú, nhất là bắt mấy con thú y như vậy nè, buồn vãi lên. Tại sao trên đời nó không làm ra mấy con thú như vậy, lại thả lại bắn xỉu cái tâm minh cho nó dễ, lấy cái lông nách bắn phát là xỉu liền. Bỏ mật vô tâm minh phải là phải easy gaming không? Đó, được coi được mấy phần trăm rồi. Ôi được 5,9%, ngon. Tại bữa nay x2 nè anh em, bữa nay là server nó còn x2. Chứ bình thường mà x1 kêu mình đi tâm min con này mà chờ không bao giờ mà đi tâm min. Đặc biệt là những con mà nó có cái độ khó bắt như vậy nè. Mình là bắt mấy con nào nó dễ dễ như gà đô đô chẳng hạn, lại đấm xỉu cái là bỏ trái cây vô ăn. Thôi cái phần này chắc mình cắt video, lát mình nhờ ông Trung nó lên tâm min gần xong cái mình ghép tiếp vô cái mình làm bộ mình bắt nha anh em. Trời ơi nhìn cái mỏ hô hô đấy, ghét thiệt chứ. Bà nội mày, mày hung tao hả? Giờ này đây còn không chịu lặn xuống. Ôi được 11%, tao nói easy vãi thiệt. Tôi yêu thích mấy ngày mà x2 như vậy nè. Thôi xong. Mẹ bà cái con chuồn chuồn. Bây giờ để cho nó ấy rồi tâm pin lại. Chán vãi thiệt. Bị mất mình bị mất một khúc level. Mất anh bị còn có anh 62%. Lúc nãy là chuồn chuồn lại đánh mà mình lại mình coi thấy vẫn còn 100% mà ta, sao lại bị tụt như thế này?
Thôi cứ để cho nó tụt rồi đó, xong tâm min lại. Cái này mất hết cả đống level, đang 72 và còn cộng có 62. Ủa đang cộng 75 level và còn vậy thôi bỏ luôn. Để chờ nó tụt hết rồi mình tâm min lại. Khổ vãi cả đái thiệt. Thôi bỏ đi. Làm lại từ đầu. Giờ đi kiếm mật thêm. Bắt được chưa? Fail rồi. Bị chuồn chuồn lại cắn, giờ chờ cho nó tụt hết rồi tâm đi lại. Ơi, ngày mai là được cưỡi Ripper rồi, sướng vãi cả lon. Sắp xuất tinh rồi. Đồ cưỡi Ripper là một mình đi xuống chỗ bãi Ripper thoải mái luôn á. Nếu có nào dám tránh luôn mấy chuồng lùi rồi này nọ, nó không dám tấn công. Chồng lùi nhảy không được, nhưng mà ông đánh với Ripper ông lại đâu có được bật đèn. Bật thoải mái vấn đề gì đâu không? Bật thì cái con Ripper mình nó cũng yếu đi. Ừ thì Nhưng chấp nhận thôi. đó cách duy nhất để giết nó. Ừ thì mình bật nó yếu đi, mình mục đích mình xuống đó để kiếm Ripper mà yếu đi thì cũng mạnh gấp mẹ ông nội ông ngoại nhà nó rồi. Chung là Mê chết cỡ kỳ thử vậy. Ripper của ông Thảo rồi, tôi cũng chả mê, thấy cũng không mê nó cho lắm. Được cái là Tamina xài không hết. Anh lỡ thêm Mà hơn kỳ không? lắm. Sao? Em biết ông Lẽ nghĩ sinh cái gì đôi. không? Sáng vô em anh thì ở ấp sao đẻ sinh đôi. Em Ngon. lên đây em kiếm mật phụ anh đi em. Anh kiếm hoài không ra nè. Cái tổ ong của em ấy. Anh lấy rồi, gần hư rồi. Vãi. Chạy Chứ đi mà khắp lần lấy ít thôi mày. thế gian này anh lấy kiếm được mới được 15 bình nữa, chắc về đủ tâm min rồi. Con kia chờ tuột cái tâm min lại. Tâm min được ba mấy phần trăm, cái con quỷ chuồn chuồn nguyên bầy chuồn chuồn bu lại cắn. Cái này là tại vì em là nhà kiểu như là phân lý à. Đại đại lý. Em là nhà thầu mà. Ủa tình báo giả công an Là là Gaming Kuro á. anh đổi tên cho nó à? Rồi, về tới chỗ con chuột 150 của mình rồi. Tâm minh lại thôi. Cũng may là bị có bầy chuồn chuồn để làm lý do cỡ mà lỡ tay đấm trúng cái tâm minh lại, lão chung lão ẵng cho thấy. Trời ơi, có gì được không? Chuồn chuồn giết cá sấu em kìa. Mũi mũi em đi, em nói À, mũi mũi, à, mũi, mũi mũi. mũi giết cá sấu, bắt cá sấu bị mũi giết chết đồ ghê hồn. Cây cứu giả man luôn. Bắt cá sấu xong để chuồn chuồn cắn chết thiệt chứ nhục. Sáng bị ray nhà nữa chứ. Sáng bị cua rai. Hai con cua với con hai con lương điện Ấy còn vô 100 hả? Tội vậy thôi cắt tiếp. Chết mẹ rồi. Mới vừa giục nắm hết luôn. chỉ như sao ta. Ôi Ripper em đồ ke này. Ripper 220 của ông nào ta? Nó đâu phải Ripper của mình. Ripper 220 của anh á, của em kế bên đó đó. Ô chết mẹ của anh cần ke hả? Còn ke kìa. Để chạy xuống chạy xuống. Tại sáng chạy thịt không nổi anh đem anh giục xuống đó đó. À. Chạy thịt trên xuống lên xuống lên xuống mà có mình anh thôi anh giục xuống dưới luôn. Chết mẹ, hết hết thấy rồi, hết thấy rồi. Hết Gì hết 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 thấy gì? hết sữa cho rồng đá rồi. Ui, không xong rồi, phải đi farm rồi. Không xong rồi. Thôi xong. Thôi xong, em vứt hết đồ đây. Ok em. Ui, 2 tiếng. Ủa, có anh Thảo ập ba rồi, sao giờ? Cái con gì của ông Thảo, con rồng phải không? Rồng đá, hai thằng hết phước rồi, chết rồi. Thu thầu thu cầu vô, thu cầu vô lẹ lên. Sao không lẽ để đó? Vãi. Nó uống sữa à? Uống sữa 5 lét anh. Sữa 5 led trong con Ripper của ông Thảo với mấy con Megalo em kiểm tra coi anh có đánh 5 led một đống nữa.
chạy xuống kè mấy cái con ấy của mình. Mẹ già ỉa tới chết luôn. Không có bình sữa nào luôn. Ai, sắp kè được rồi. Hai tiếng mấy nữa. Sữa em lét đó hả em? Dạ sữa nem led anh. Sữa nem led á, em ra chỗ nào có nem led á, em tắt đèn đi rồi nem led nó lên, em lấy con megalo hay con gì đó, em cạp chết đi. Megalo cho nhanh, megalo nó xiên giáp. Em ra em tắt đèn một lúc thôi cho nó lên khoảng 3-4 con thôi nha, đừng nhiều quá, xong em bật đèn lên em cạp chết nó là có hết. Thôi ông cứ để đó đi, megalo yên trăm mấy giáp ông sợ gì. Khỏi cần bật đèn luôn, nãy tôi đánh bao nhiêu con. Em lấy gấu em cân hết được mà. Gấu sao bằng megalo đánh nem led. Gấu đánh không, gấu của nó 700 đam là nè hơn. Trong megalo của nè trong megalo không vàng có. Còn nè, lại đấy thôi để em đi farm thêm đây nè, cứ lấy đem cho nó ăn đi, còn thôi cho nó đi farm. Đi farm thì đi farm xa nha, đừng cứ farm gần nhà, Reaper lên nó quỷ banh nhà đó. Rồi cho đi theo. Còn thanh niên kêu nói không nghe, trong khi có sữa đẳng lên nuôi tiếp để cho lớn đem đi thu cầu cất rồi xong là đi farm, rảnh thiệt luôn á. Để em chạy về. Trong khi hồi sáng ta farm rồi nhiều không? 4-5 bình trong cái con megalo vàng của ông Thảo á. Ơ sao nãy em anh thấy cầu giùm em một trái rồi. Rồi từ anh... từ để coi con anh lên được nhiêu máu. Lên được 19k7 máu nè. Vậy là lên một lần là 1k2 máu. Con anh kè một lần lên k2 máu. Con Ripper nè, cùi bắp. Con anh như tại anh chết nhiều lên máu không. 19k máu ra cũng đâu ngon đâu. Sữa năm led anh nói đâu. 22k máu trong con ấy của ông Thảo á, con megalo vàng của ông Thảo á. Megalo. Nãy giờ đi qua Ripper kiếm. Ripper nó cũng có luôn. Ripper không có anh. Ủa không có rồi. Vậy tại vì cái con megalo nó mạnh hơn, nó đánh được nhiều hơn. Để chụp hình hồi gửi cho Gaming Kuro nữa. Thanh niên hỏi à, năm led có hình gì? Thanh niên đâu rồi, cầu con ấy đâu để dục ra cho nè. Anh đâu? Cầu con rồng đâu dục ra cho nè. Đem để tu lành này. Ta làm để ta nuôi cho nó nhanh đi, ngồi thu cầu cất rồi farm mà bao giờ có gà thì anh niên đúng gà. Sáng em ấp giùm anh cái trứng cũng được mấy tiếng ấy. Sắp chết nó rồi kìa. Ôi, bỏ vô ăn liền. Ăn liền mà. Nó đói nó mới ăn, còn nó còn no là không có ăn à. Mình phải e nó mới ăn. Đi Nam qua mà em chơi với anh là em bị chửi tối ngày Nam ơi. Gà quá. Rồi Gaming Kuro lên coi hình 5 led kìa, có gửi rồi đấy. Hình mặt sữa 5 led đấy. Rồi chạy lên tâm minh con đang tâm minh con chuột nữa trời. Giờ chạy lên tới nó nữa. Anh không có làm cho hồi sinh à? Yeah, anh chết anh hồi sinh nè. Chứ không, anh không có cho dịch chuyển bằng giường em. Hy sinh cho nó anh Dũng. Lắc à. Rồi ra đấm solo với con cua. Trong clip là ngày xưa đu cua 125 sát bên nhà luôn nè. Rảnh bắt luôn đi. 125 yếu lắm. Hồi sáng con trăm bao nhiêu ấy, nó giết em á cũng trăm mấy. Hai con lên. Cái đâu thấy bị Managa bị quýnh, định ra mình cứu. Lên Managa cưỡi, ai ngờ vừa xuống tới lương điện nó chích cái cua gấp lên giết luôn. Cái thấy là chết Managa. Chết Managa. Gà. Con Managa sau cũng là thằng Nam à? Không, ở nhà anh. Em qua em bỏ trứng cái em thấy bị đánh. Bị đánh cái em định xuống cứu. Xuống cứu xong lương điện chích em cái cua gấp lên rồi xong luôn. Thế là em đang là do thằng Nam gà đó, không thấy chưa? Nam ơi là Nam, em đã sai quá nhiều.
Em mà PvE mà còn bị thú giết kiểu này, PvP chết em rồi. PvP bắt thú thú nó mà còn quý bị như người ta ganh. vàng. Đang đang ấp trứng ấy cái thấy nó bị quýnh bay xuống định cưỡi, ai ngờ xuống vừa tới bị dập Thôi điện xong, xong con chuột cua ngất lên 150 luôn. mất rồi. Ồ còn đây. Anh kilo 115 bắt không anh? Bắt gì nữa? Không. Không à, gì giết. Đây, bây giờ bắt y gì đấy? Cái chú tuổi nào? Cái chú gấu này tuổi gì vậy? Láo nè. Đùa với gấu của anh, đùa với gấu nhà anh nè. Cái tội láo là vậy đó. Mang ngoại trang vô cho con gấu coi. Ơi cua lại đây nhà mình nữa kìa. Gấu này không xài được cái... gấu chỉ xài được ba cái skin bình thường à. Có một số loại skin thôi, như skin tay thỏ đồ thôi, cái nón đồ. Anh kilo giờ 140 trở lên mới bắt không? Đúng Rồi rồi. rồi Đực nha. đâu rồi con chuột, đâu rồi Cái cũng không bắt được. chuột lờ đâu rồi? Đù mấy viên ngọc đẹp phải. Nó đâu à? Ủa con chuột đâu rồi ta? Trên đây có mấy con con Tego đẹp lắm này Nam, lên bắt đi em. Thôi. Ủa trời ơi, tự nhiên chuột mất tiêu rồi. Đang quần quần gắn tay thỏ cho nó. Để em lo cho mấy con rồng đá cái đi rồi đi đâu đi. Đâu rồi? Chuột 150 mất rồi. Mất tiêu rồi. Đâu mất nữa rồi. Nếu giao được cái việc gì mà Đâu rồi ta mới thấy. Đây nó chung tới đây nè chắc. Nè. Không chung là chỉ chờ thời cơ để đớp táp. Cái con Managa mình hút nó đi theo mình thì nó không có bay tùm lum phải không anh? Mà nói là như nước là nó quần không. À vậy à. Như nước là nó quá nhanh cái nó quần vòng 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 vòng. Hồi Như đất sáng thì em làm không, sao? hồi sáng định hít mà sợ nó bay vòng vòng á. Thế là hồi sáng là xong là em làm chết con Managa cuối cùng rồi. Em không cứu được chứ không phải em làm chết. À. Hồi sáng em đâu có cười đâu. Thôi mà anh có nói gì nữa đâu. Tại em gà em không cứu kịp thôi. Chịu đi, em gà em không biết cách cứu. Ôi chết bà nội Raptor. Rồi thôi xong. Em cứ giấu không biết đi vòng vòng giết hết mấy con xuống banh đi à. Ôi bà nội mẹ nó, con chuột đang tâm min. Có bị tụt phần trăm nào không? Thôi xong rồi mới bị đánh phát nữa. Trở về 0%. Giờ tám mấy phần trăm nữa, giờ phải chờ cho nó ấy nữa bắt nữa. Đúng rồi, chuột 150 bắt rồi mắc chứ không mắc làm gì. Ôi, nãy thì bị con chuồn chuồn cắn, bắt ba mấy phần trăm bị chuồn chuồn cắn, cái giờ đang bắt cái tiếp tục con Raptor.
mẹ giờ bà anh, giờ hình như anh muốn bắt mà nó tuột xuống 0% á, hình như anh đánh nó cái là tuột hết à. Trời ơi, thiệt mấy cái thú 150 tâm in mát chỉ số em mệt, mấy con này phải xây cái hàng rào dụ nó vô rồi xong tâm in. Mà không được nó đùng đất. Con đó nhiều khi nó kiểu như đang động đất á anh đem sao nha, nó đùng một phát một đi mất tiêu luôn ấy. Trời, hết động đất thì nó lại tụt cái phần trăm, tụt SF nữa. Quỷ tô răng hô này giờ anh cảm thấy ghét nó rồi nha. Mẹ nó, quỷ già, ồ con quỷ cái nè. Quên chữ quỷ già mà công ông chung lại ngứa nữa. Nghe ác xì không? Đùng giờ nó không đùng đất nè. Cái địt má. Má, đéo thì nào mà bực hơn được nữa luôn á. Gì vậy? Cái map này á, ông mà dùng hút là ông chết. Mất đồ rồi phải không? Mất sạch rồi. Hên không có thú trong người. Mất con bung đót nữa rồi. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đã mà có Reaper trong người. Con game nghỉ luôn. Thôi tôi xóa game đây. Hút là cái bắn bắn lên tường ha. Cái leo leo lên tường á. À cái đó lỗi giả mang luôn ấy. Má tốt nhất là không nên đụng vào nó, đụng lụ đạn nó. Cái đó đem theo mình kiểu như bất đắc dĩ mình bị rơi xuống mình phải dùng thôi chứ còn leo bậy bạ nó cứ rớt xuống hoài luôn. Đồ má cái cây này cản chuột chuột không đùng để mẹ già đấm cây cũng được. Má đang đi chỉnh cái planet đụng tự nhiên cái nó chết. Ôi chết mẹ rồi, đấm cây xong trúng chuột. Hồi là thành cái thùng luôn á. Đủ can, đủ đủ kiên nhẫn để bắt chuột không anh? Anh đang dụ nó lên em, chuyện bắt chuột easy lắm. Mà sao nó không dí nữa? Con chuột anh kiểu như anh lấy ngọc nó mới dí anh nhiều thôi. Chứ bình thường cũng không dí nhiều. Ủa đâu. Gì vậy? Có đấm nó đâu. Độc đắc cái trúng vô nó, cái nó căng nó nói mình đánh nó. Gì thiệt chứ. Dụ nó thôi không sao, dụ nó lên trên. Ông là con quỷ này cắn thốn thiệt. Mẹ, quay phim lại bị với mẹ. Quay phim gì bao nhiêu thằng làm chứ có một thằng làm nói về cái map lỗi map đâu. Không, tôi gửi cho nguyên cạc luôn. Đúng rồi, gửi kêu nó bồi thường con Managa được khỏi mấy em bị kẹt với anh. Đồ. Để bồi thường cho em. Lên đây farm mặt cho anh đi Nam. Mặt anh sắp hư hết rồi. Anh ở gần nhà không? Gần nhà. Nhưng mà anh không biết cái tổ mật nằm đâu rồi. À nghe cái chỗ ngã ba chỗ mà nhiều thú ăn cỏ. Rồi em biết rồi. Để em farm 5 led em lấy sữa xíu em lên. Ai, nãy giờ quá lâu rồi mà tất cả là về không. Có bao nhiêu tổ mật phá sạch hết rồi còn đâu. Tại sao lại phá nó? Rồi ông Trung quay clip á, ông Trung đang tố cáo quay cạc. Đừng hỏi em đi bắt cái. I have no idea why did I die. Please tell me what problem with you. Why cạc? Không anh. Má con 5 kg nó ăn như cái máy á. Cho nó ăn cà rốt cho mau no. Hèn gì dài mới biết tại. Ủa, sao mấy thú ăn cà rốt mau no hơn hả?
Thì mấy cái đã từ nãy tôi giải thích rồi, rồi xong chết gấu. Sao chết? Đó chết rồi em đền gấu cho anh đi chứ. Chạy đi kiếm mật đó đi em. Đem con gấu em lên, không có đủ mật đây nè. Chứ nó hiện gấu lên anh đâu? Ủa nó hiện lên nguyên cái dòng màu đỏ mà em cũng không biết con gì chết à. Không nhưng mà không thấy nó chết đâu nè. Chết chỗ nào đó? Ơ em đang đứng ngay chỗ mật mà. Thì ai biết đâu, biết đâu được. Biết đâu bất ngờ lẹ lên đi, em về dưới em lấy con gấu của em chạy lên đây đi lấy mật. Rồi rồi để em để về. Hồi là hết mật là xong rồi bắt cái con này lại từ đầu, còn có mấy bình mật đó. Còn. Ui vãi tiền văn game, con gấu đi đâu không biết luôn. Xong rồi. Thôi xong, anh hết gấu chạy luôn rồi. Lấy gấu em nè. Dưới này còn một đống gấu cùi, lấy xài fit hết đi, để làm gì mấy con gấu cùi. Hình như trên đây có con gấu vàng đỏ đó em, chạy đi lấy lên, không biết có không ta, phải không? Có gấu vàng đỏ anh. Ờ, để lấy nó đi lấy mật, đỡ chứ. Rồi đem lên. Ui tiền gấu đi đâu mất rồi. Thì nó chết. Mà chết đâu chứ, em đứng ngay chỗ mật ấy. Ta nói là nó bị con chó cắn chết. Nó bắt server mà. Con chó cấp 10 cắn chết là biết rồi. Anh bắt xe cho nó. Ờ chứ để đây lỡ là con nào chạy lại cắn rồi nó quất trúng chuột là sao, phải bắt xe chứ. Thanh niên thú mình chết mà không biết. Đồ lấy hình của ông Trung luôn kìa. Fiber da. Phải. Làm quá ông Trung giận đó em. Lấy gấu sọc đỏ đó, em cộng stamina cho nó có nó chạy. Stamina hoặc là cộng tốc độ chạy cho nó. Ở trong nhà coi ra được bao nhiêu bình mật rồi đem ra đây giùm anh luôn, được 70% rồi nè. Anh còn có 4 bình mật à. Tốc độ lên. Không là phải bắt lại từ đầu. Đồ nó ỉa hai cục luôn. Ví dụ như nãy tôi nói vụ trái cây á, như những cái trái giống như thịt cũng vậy, thịt cá rồi tới thịt thường rồi mấy loại thịt đùi, trong con thú mình không bao giờ nó ưu tiên nó ăn những loại thịt xịn, là bởi vì nó vừa đói có một tí nó sẽ ăn những cái loại mà nó để nó cân bằng, nó vừa đủ cái lượng food thì nó sẽ ăn thịt cá đầu tiên. Cho nên là bảo đảm là mà cái cà rốt nó sẽ lên food nhiều hơn, thì mình ăn nó cũng lên nhiều food hơn mà. Đem bỏ vô máng thì nó ăn có mấy miếng là no. Trên đây tôi xài không hết nè, đem lên đây lấy xài, tôi cho thú ăn luôn. Anh lỡ đâu? Nè gần đó em lẹ lắm. Tôi trồng cái greenhouse trên đây à, nhưng mà giờ chưa có rảnh. Không mấy rồi mẹ chắc tôi xóa cái nhà của ông tôi xây greenhouse trên đấy. Nè. Mày ông có no, ở dưới này đâu đẹp. Mật đâu ông nội, không có mật. Không có. Chạy về cái tổ lấy mật lên còn hai bình nè, lấy được vài bình rồi đi pha mật. Em mới bỏ vô luôn ấy. Trời ơi con gấu ăn đâu rồi, ăn rồi. Thôi xong. Trời ơi. Để chạy lên kia. Nó ăn mật rồi. Vãi. Lẹ lên, lẹ lên. Còn có 3 bình mật. Tốc độ lên. 5 giờ. Đừng có lấy hết trong tổ nha, lấy một lần một ít thôi, không nó hư. Không, cũng sắp xong rồi, lấy hết đem bỏ vô trong con gấu. Giờ gấu ăn hết mẹ rồi. Đồ chuột xanh của này đẹp dữ vậy. Chuột xanh nó đẹp mà cấp nhỏ. Nhà hàng đó toàn thú đẹp không à? Gặp 78%. Ui cay, không biết con gấu chết đâu chứ. Trong gấu anh nó có cái đồ gì trong không ta? Đợi 50 giây nữa anh mới lấy được mật. Cái tổ ong phải không? Cái tổ ong. Em phải kiếm cái gì cho con gấu nó ăn trước, ăn thịt hay gì đi, farm thịt cho nó. Em farm trái cây. À được, cũng được. Ủa gấu nó ăn thịt mà. Trái cây mà. Gấu nó ăn thịt. Trái cây. Sao mà ăn trái cây? Gấu tamin nó ăn ăn tamin bằng thịt luôn mà nói gì vậy? Trái cây chứ. Kỳ vậy. Ủa ăn hồi ăn mật đi.
Nè, đang ăn trái cây nè. Ồ, nghe ăn tạp dữ à. À, lộn lộn với Megathium. Megathium tamin bằng thịt với xong rốt cuộc về về sau nó ăn chay. Lẹ lên, tốc độ lên. Rồi rồi. Để về với em cho con gấu đẻ, em cho em đền cho anh con. Anh chỉ muốn rồng đá thôi em. Rồng đá phơi sáng anh on vô chia cho anh con. Tại vì hồi tối không thức khuya. Đưu lượm được cái trứng Basilisk. Basilisk à? Ờ, lượm được cái trứng Basilisk. Ơ, rồi anh Basilisk có giết anh không? Không. Ê, tem tem Spino nhiều nhiều nha. Trứng Spino tem nhiều con quan trọng ở trong map này lắm. Kể cả mấy map khác nữa. Anh đâu, anh đâu? Nè, ngay trong hốc nhà của nó nè, còn đúng một bình mật. Lẹ đi, lẹ đi. Đây, chạy, đây, chỗ chạy này đây. Đây, nó tuột xuống là fail nữa. Chờ, chờ, chờ đứng yên đó đi, chờ nào nó đùng xuống cái nữa rồi lấy. Đó. Ui, cay thật, tiền mất con gấu. Đấy, con gấu này đẹp, để anh lấy con gấu này anh sử dụng. Gấu này hả? Ừ, gấu này đẹp. Level 7 anh. Có gì đâu, về up cấp cho nó, anh cộng tốc độ chạy, anh chạy như cái máy điện. Ủa, em cộng tới 200% tốc độ chạy rồi hả? Em cộng lên rồi. Ôi cay, thôi để em đi bắt gấu lại cho anh cho. Bắt gì, gấu đẻ nuôi luôn chứ giờ bắt làm gì, con gấu cùi. Nhưng mà giờ tự anh chỉ muốn rồng đá thôi. Em nuôi hai con đó lớn đưa cho anh con. Cái em nuôi có con à. Em à, nuôi có con. Rồi, vậy thôi. Em chia cho anh Thảo con mà. Còn mấy trứng 80 giờ lấy ra mà nuôi, cho con lọ cưỡi mấy trứng đó là hợp lý. Lát rồi vô hot tao cưỡi. Lát hot game, out game, vô hot cưỡi. Cưỡi cho biết con đó cưỡi ra sao. Đồ phải biết cưỡi con đó mới cưỡi được, con đó cưỡi hơi thì khó đó. Thực ra khó cưỡi nhất trong trong các map luôn. Dầm ba đồ quỷ đó. Ờ, hay lắm lọ. Ủa thằng này nó nuôi Basilisk đâu mà lụm được trứng Basilisk ta. Nhà nó để Basilisk đâu đây nè. Ôi vô nhà nó lụm trứng được hả? Ờ, lụm trứng được. Đủ ngon vậy. Ờ, hồi đó tôi chơi cái nhà kế bên, tôi chung qua nhà thằng kia. Tôi chung qua nhà kia, tôi bay qua cái tên vô vòng vòng nhà nó, tôi lụm trứng trời rét. Rồi xong chết gấu. Ôi nguyên đàn gấu nó với em. Con gấu đẹp luôn nữa. Nguyên đàn nó với em kìa. Nam này từ lúc mà nó xuống dưới nó phản bội với cái gấu cho nên là giờ nó... Ôi nó nguyên đàn nó dí kìa. Vậy, gà chịu. Ôi bắt xong được cấp 225. Ngon giải lời. Ôi trời ơi anh Kilo nó đẹp vậy. Anh Kilo nhà nó đẹp hơn anh Kilo nhà mình luôn. Hay là tại dưới đó nó xấu. Hoàng bây giờ đỏ sắc lại, đỏ nhan sắc. Để đi em về cất thú cái đã. Con ngựa đâu rồi? Con ngựa em đem về nhà rồi. Dục con rùa ra lấy lấy con ấy ra. Này được cả đam cả máu ngon quá thiệt mà. Đừng có đóng, đừng có đóng, đừng có đóng. Anh ra xử lý hai con gấu đi. Lợi đằng kia cho bông bắn. Thôi để em xuống dưới cho gấu đẻ. Rồi sẵn đóng cổng rồi em. Em phải kiếm cái con gấu ngon nhất, lấy con gấu của em ra cho đẻ với một con gấu ngon nhất trong đó. Rồi, thì có con gấu đực của anh Trung chứ đâu. Thền đây. Em đẻ bữa giờ không có con gấu nào ngon à? Thì được hở em đẻ xong cái anh Thảo làm quên không cho ăn chết luôn. Không đẻ được con gấu đực nào. Không anh. Nếu vậy bắt buộc phải lấy con đực loạn luân rồi. Ôi răng hồ. Trời. Mai mốt em đẻ được một cặp đực một cái ngon như vậy á là em giữ lại hai con đó em làm giống, em đẻ một hồi là thế nào nó ra đến con gấu phải ngàn mốt năm. Rồi, để vô so sánh với anh Kilo nhà mình coi như thế nào. Tao nói thiệt bắt con gấu từ hồi mà 12 giờ mấy tới giờ, 12 giờ tới giờ thì phải 11 rưỡi. 2 tiếng đồng hồ.
Thanh niên ra khỏi nhà xong không đóng cửa rồi luôn. Ủa em đóng cửa rồi mà. Ờ, trong công cái video video còn quay nha em. Ơ sao em mới đóng cửa lại mà? Đâu có. Anh thấy rõ ràng. Ơ sao em mới đóng cửa em chạy xuống ấy. Này, coi anh Kilo mình chắc tại anh Kilo mình nó không có đầy đủ ánh sáng chứ anh Kilo mình vẫn đẹp nhất. Còn có màu hồng. Nói vậy chứ nhìn cái kiểu màu xanh này không đẹp bằng anh Kilo nó. Chán vậy. Thôi thì mình bây giờ mình sẽ kết thúc video này đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.